Đang xuống, cứ xuống này, xuống này, xuống này, xuống, xuống. Ờ, ok rồi, chạm rồi, rồi giữ cái chân. Ờ, ok. Là ông Tâu hả? Dạ, ông Tâu á. Đúng rồi. Nhà tôi có 3 người ăn rồi, phải mua máy á. Nhà này chỉ có nhiêu đây thôi. Đập xong là làm được. Thôi, nát thì tốt luôn.